có một cái câu mà mẹ chị đã dặn, mẹ chị là người ở trên thương trường cũng khá là nổi tiếng. Mẹ chị có dặn là con ạ, nếu mình đang trèo lên thì không sợ đâu, vì vừa lên được một số rồi. Nhưng khi con cảm thấy con lên được cái phần đỉnh cao nhất, có cùng một ngành nào đó, thì cũng chỉ có một người đứng đi xuống thôi. Thực sự là ở trên đỉnh cao là một cái áp lực, chị thấy áp lực. Chị thì may mắn là ngành nào thì cũng sẽ đặt được một cái vị trí nhất định cho cái ngành đó. Thế nhưng mà bản thân là chị rất nó hay không, lại là một người rất đau đầu. Và đôi khi nó nằm ở cái cảm hứng, mà muốn giữ được nó hay không, hay là mình đạt được gọi là mình thắng được rồi, mình đạt được rồi thì mình sẽ thả trôi. Thì có một số ngành nghề chị đã chọn thả trôi. Và khi chị đạt được một cái mức định mức mà chị đưa ra và chị nghĩ là ở ngành này thì nó chỉ lên được tới như vậy thôi, thì tự thậm chí chị rút lui luôn. Vì chị muốn rút lui ở cái thời điểm đẹp nhất, ở cái thành quả ở cao nhất. Và chị nghĩ đấy là một cái chị rất là vui, chị đã nhảy sang một bọn người khác chị chào tiếp. Thì nó vui hơn là cứ đứng mãi ở một cái đỉnh đấy và lo sợ.